Xin chào quý vị đang đến với chương trình Giờ Cái Sổ trên kênh truyền hình FBC. Tôi là Nguyên Thảo. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng điểm qua những diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày 20 Tây tháng 2 qua phần trao đổi với chị Bùi Thị Thao Ly là phó phòng phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Ly ạ. Thưa chị, thị trường trong những phiên gần đây thì biến động khá mạnh, cụ thể là trong phiên ngày hôm nay thì chị có thể phân tích những cái điểm nổi bật của thị trường trong phiên ngày hôm nay ạ? Thị trường trong phiên ngày hôm nay thì tiếp nối đà giảm của hai cái phiên cuối tuần trước. Thì VN Index gặp cái áp lực điều chỉnh khá là lớn trong đầu phiên. Tuy nhiên thì bất ngờ từ đầu phiên chiều chỉ số đã bật tăng trở lại, và nhờ cái sự dẫn dắt của hai cái cổ phiếu bất động sản là Vingroup và Novaland, thì chỉ số sau đó cũng duy trì được cái sắc xanh đến cuối phiên và chốt phiên tại 710 điểm, tăng 0.39% so với phiên trước. Diễn biến trên sàn Hà Nội thì cũng tương tự trên sàn Hồ Chí Minh với cái mức tăng khá ở 0.76%. Đáng chú ý trong phiên hôm nay là ngoài cái sự bật tăng bất ngờ của hai cái cổ phiếu bất động sản Novaland và Vingroup, thì chúng tôi cũng quan sát thấy có cái diễn biến khá là tích cực ở các cổ phiếu của ngân hàng Exim Bank, khi mà khối ngoại gia tăng mua ròng mạnh đối với cổ phiếu này, và cổ phiếu Savico cũng được mua ròng giúp cho hai cái mã này có cái sắc xanh tích cực và hỗ trợ cho đà tăng của thị trường. Thưa chị, trong tuần vừa qua thì thanh khoản của thị trường đã tăng mạnh và chúng ta thấy là liên tiếp trên mức là 4.000 tỷ trong vài phiên. Thì có thể cho thấy là cái áp lực chốt lời khá là mạnh mẽ. Thì không biết rằng với cái thanh khoản tiếp tục gia tăng như vậy thì thị trường có rơi vào cái mức điều chỉnh mới không ạ? Thực sự thì khá nhiều nhà đầu tư đang rất là lo ngại khi mà quan sát trong 3-4 phiên trở lại đây thì khối lượng giao dịch tăng khá là mạnh. Và đặc biệt là trong phiên ngày hôm nay, khối lượng giao dịch cũng ở mức khoảng trên 4.000 tỷ, khoảng gần 4.500 tỷ, cũng khá là cao, khiến cho nhà đầu tư lo lắng về một cái khả năng là thị trường gặp cái áp lực phân phối và có thể sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên thì riêng cá nhân tôi thì quan sát diễn biến của thị trường trong phiên gần đây thì tôi cảm giác được là cái lực cầu khá là chủ động, và tôi cho rằng thanh khoản tăng trong giai đoạn hiện nay sẽ mang lại nhiều cái yếu tố tích cực hơn là tiêu cực, giúp thị trường có thể bứt phá ra được cái vùng tích lũy hiện tại và chinh phục các cái điểm cao hơn. Đặc biệt là diễn biến của thị trường trong những phiên gần đây cũng có một cái sự hỗ trợ rất là tích cực của cái đà mua ròng của khối ngoại. Thì trong phiên hôm nay, khối ngoại cũng đã mua ròng hơn 107 tỷ đồng trên sàn Hồ Chí Minh và gần 1 tỷ đồng trên sàn Hà Nội. Thì tính chung từ đầu năm đến nay thì khối ngoại cũng đã mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng và cũng đã hỗ trợ khá là tốt cho thị trường. Chị, chúng ta sẽ bàn một chút về nhóm xây dựng thì có hai đại diện khá là nổi bật, đó là HBC và CTD, thì cũng đã gây chú ý trong những cái phiên gần đây khi mà đã có những cái mức lập đỉnh liên tục. Thì liệu rằng đâu là cái nguyên nhân cho cái sự gia tăng này và liệu có còn tiếp tục trong thời gian tới hay không thưa chị? Đúng là HBC và CTD mã Cotecom thì có cái sự bứt phá rất là mạnh mẽ và liên tục tạo nên những cái đỉnh cao mới. Thì ngoài cái việc hỗ trợ bởi cái thông tin là kết quả kinh doanh của năm 2016 có cái sự bứt phá rất là mạnh mẽ, đặc biệt là cổ phiếu của HBC. Tuy nhiên thì tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng là nhóm ngành xây dựng này, mà cụ thể là hai mã dẫn dắt đó là Cotecom và Hòa Bình, thì vẫn có được cái sự tăng trưởng tốt trong năm 2017, khi mà đến kết thúc năm 2016 thì số cái dự án tồn động, số dự án, số hợp đồng mà đã ký kết cái giai đoạn trước và chuyển giao sang cho năm 2017 thì vẫn duy trì ở cái mức khá là cao, trên 20.000 tỷ đồng. Và đối với lại cái giá trị hợp đồng chuyển cho các năm sau như vậy thì đối với Hòa Bình thì có một cái mức tăng rất là mạnh, hơn 80% so với lại năm trước đó. Và đối với Cotecom thì cũng đạt được cái mức tăng là khoảng 30% so với năm trước. Thì giá trị của các hợp đồng đã ký chuyển cho các cái năm sau với cái mức cao như vậy thì vẫn có thể duy trì được cái đà tăng trưởng của các cái cổ phiếu xây dựng, của các công ty xây dựng trong 1-2 năm tới. Chúng ta sẽ nói một chút về nhóm ngành bất động sản, thì chúng ta thấy là cổ phiếu của Vingroup và Novaland thì cũng đã tăng mạnh 3% và dẫn đầu của thị trường. Trong khi đó thì cổ phiếu của Đất Xanh thì cũng đã tăng trần. Thì chị đánh giá như thế nào về triển vọng của nhóm ngành này trong năm 2017 này ạ? Đúng là cổ phiếu DXG của Đất Xanh khá là gây chú ý trong cái phiên ngày hôm nay khi có mức tăng trần, và cổ phiếu này cũng đã liên tục tăng trong một thời gian gần đây. Thì đà bật tăng mạnh của cổ phiếu Đất Xanh được hỗ trợ bởi cái kết quả kinh doanh đột biến trong quý 4 năm 2016, và tính chung cả năm thì lợi nhuận của Đất Xanh cũng hơn 500 tỷ đồng và có một cái mức tăng ấn tượng là 60% so với lại năm trước.
Thì do sở dĩ có một cái kết quả kinh doanh tốt như vậy là do có những cái cải thiện trong cái hoạt động bất động sản của doanh nghiệp này. Thì chúng ta cũng biết là Đất Xanh trước đây là một cái doanh nghiệp hàng đầu trong cái lĩnh vực môi giới bất động sản. Tuy nhiên bây giờ đã dần dần chuyển sang cả làm chủ đầu tư của các cái dự án bất động sản. Thì hiện tại các cái dự án của Đất Xanh thì chủ yếu là tập trung vào cái phân khúc là nhà giá rẻ và trung cấp. Thì đây là một cái phân khúc được đánh giá là khá triển vọng trong năm nay. Chính vì vậy mà với cái kế hoạch mở bán 3 cái dự án mới trong năm 2017 này thì nhiều nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng có một kết quả kinh doanh tích cực đối với lại công ty này. Nhưng nhìn chung thì đối với lại thị trường bất động sản nói chung và các cổ phiếu đầu ngành thì chúng tôi vẫn đánh giá là khó có sự bứt phá mạnh mẽ khi mà năm 2016 cái số lượng giao dịch bất động sản đã có cái dấu hiệu chậm lại và giảm khoảng 10% so với năm trước đó. Và năm 2017 thì cũng kỳ vọng là sẽ tiếp diễn cái sự xu hướng này khi mà vấn đề tín dụng cho lĩnh vực bất động sản đang có cái dấu hiệu siết chặt trở lại. Ngoài ra thì vấn đề cũng rất là quan ngại đối với các cái cổ phiếu trong ngành bất động sản đó là cái sự pha loãng, tốc độ pha loãng đang khiến cho mạnh nhanh hơn so với lại cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận, cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư giá trị e ngại. Thưa chị, còn nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta thấy cũng đang có cái xu hướng chững lại và đang gặp áp lực điều chỉnh. Thì liệu rằng các nhà đầu tư họ có nên tận dụng cái giai đoạn này để có thể mua vào nhóm cổ phiếu này hay không ạ? Đối với nhóm ngân hàng thì tôi thấy là năm 2016 kết quả kinh doanh của các cái nhóm ngân hàng đang có một cái sự cải thiện rất là rõ rệt. Về mặt hiệu quả kinh doanh cũng như nợ xấu đã có cái xu hướng giảm đi nhờ cái quá trình tái cơ cấu. Thì trong năm 2017 thì nhóm ngân hàng cũng đang rất được kỳ vọng sẽ trở thành cái nhóm dẫn dắt của thị trường khi mà câu chuyện nói rung có thể sẽ được nhắc lại và các cái về triển khai các cái hệ thống Basel 2 có thể sẽ được trì hoãn thêm và ngân hàng có thể có thêm thời gian để chuẩn bị, cũng như các cái hệ số về an toàn vốn cũng đã điều chỉnh từ cái mức 9% xuống còn 8% và cái thời gian hiệu lực thì kéo dài đến sang năm 2020 mới bắt đầu áp dụng. Điều này sẽ đỡ cái vấn đề mà đỡ gây áp lực về mặt tăng vốn, cái yêu cầu tăng vốn đối với ngân hàng. Ngoài ra thì giới ngân hàng cũng đang rất là triển vọng về doanh thu và lợi nhuận của năm 2017 sẽ tiếp tục khả quan. Do đó thì chúng tôi cho rằng là với cái kỳ vọng mà triển vọng ngành khá là tốt và đang có cái từng cái bước chuyển cải tiến trong cái kết quả hoạt động kinh doanh của mình thì cái giai đoạn vừa rồi nhóm ngân hàng cũng đã có cái sự bứt phá và tăng khá là nóng. Do đó thì gặp cái áp lực điều chỉnh khi mà nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời là tôi nghĩ nó là chuyện bình thường và nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc những cái nhịp